Mua nick tại thế giới nickgame.vn uy tín chất lượng. Ngoài ra shop còn hỗ trợ bạn giao dịch trung gian free. Coi chi tiết tại mô tả video. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Mình quay trở lại anh em đây. Đó thì vừa mới bảo trì xong anh em ạ. Vừa mới bảo trì xong. Chán thực sự, đang làm video dở thì bảo trì. Đâm ra lại phải làm lại anh em ạ. Buồn không tả được. Đấy thì vừa rồi thì đang bọn mẹ đi địa cung dở. Anh em nhìn quá. Ở đây nhà luôn, giá luôn anh em ạ. Ui may thế, tưởng mất địa cung. Thì mình chắc hôm nay mình làm video này để thông báo với anh em là mình sẽ nghỉ làm video tầm khoảng 1 tuần anh em nhé. Bên cạnh đó là mình sẽ gọi là giao ác cho anh em oan hộ tầm khoảng 1 tuần. Thì vì cái lý do là thằng con mình nó bị ốm anh em ạ. Thế nên là cho nó xuống bệnh viện Nhi Thái Bình để cho bác sĩ theo dõi, chứ để nhà cũng chả biết đâu một lần anh em ạ. Đấy. Thế nên ra là mình với cả vợ mình là phải nên chăm sóc cháu, nên ra nó cũng khó. Mình thì tính ra từ quãng đường lên thành phố nó mất tầm khoảng 40 cây anh em ạ, 40 cây. Thì đâm ra là nó cũng rất ngại để về nhà và làm video thì nó không tiện. Máy đâu mà làm anh em. Đấy. Thì nếu mình rảnh thì mình chắc là mình live stream nói chuyện với anh em thôi, chứ thật sự là không live game được. Đấy thì bây giờ nó cũng trưa rồi, mình tranh thủ mình làm video xong là mình thông báo với anh em, xong là tí nữa mình gọi là xách dép đi luôn anh em ạ, xách dép đi luôn, tranh thủ về lấy ít đồ. Chứ cái hôm nhập viện thì cũng đã mang được cái gì đâu, chỉ biết là đi thôi. Nó chỉ bảo là thôi chắc là bác sĩ lại cho thuốc về. Nhưng mà thôi, thế đợt này thì bác sĩ là bảo nó nhập viện cho nó gọi là khỏi hẳn đi, chứ về phụ huynh không biết đâu một lần, trẻ con nó có biết nói đâu anh em. Đấy. Thế nên là thông báo với anh em vậy. Không thì nhiều ông lại bảo là ui thì mẹ mát không thể làm video, chán thế nhờ. Đấy, thế này là mình thông báo với anh em luôn nhá. Thì thêm nữa là hiện tại là cái bài viết của mình úp lên được tầm khoảng 4 ngày rồi. Cái bài trên cộng đồng bóng đá Phi Nước Ký ấy, cái bài về tính năng huy hiệu đấy. Anh em gọi là nhớ like giúp mình, nhưng bây giờ mình chia sẻ link thật sự là không chia sẻ được. Link mình chia sẻ là bị link đai luôn đấy anh em ạ, link đai luôn đấy. Thế nên là mong anh em gọi là rảnh, nếu mà chưa like bài viết mình thì like giúp mình nhá. Thì tầm khoảng đến cái hôm mà chốt sự kiện là 17 tháng 9 thì hôm đấy nếu mà thằng cò nó khỏi thì mình cũng sẽ về. Mong đấy là món quà anh em tặng cho mình. Mình mong vậy thôi. Chứ thật sự là cũng nhiều bài viết khá là hay. Chẳng qua là họ chưa tương tác được với anh em thôi, hoặc là anh em chưa thấy được bài viết của họ thôi. Hoặc là đến những phút cuối thì họ mới gọi là bung like thôi anh em ạ. Đấy, thế nên là mỗi người một tay giúp mình một tí anh em ạ. Giúp mình một tí chứ bây giờ không có thời gian mà kêu gọi. Kẻ mà ở nhà thì còn nhờ này nhờ kia được. Chứ bây giờ ở bệnh viện thì nhờ ai anh em. Chỉ biết gọi là nhắn tin, gọi là hú hú ơi ơi. Biết chả biết làm gì. Đấy. Thì vừa nãy mình căn bản mình đang đi cung giả, mình cũng đang sàm sàm giả thôi. Thế là mình sợ gọi là mất cái trường này với cả đăng X2 sao ấy. Thế mình vào đây mình đi, không là anh em lại bảo là ui đi địa cung chẳng có gì. Mà bây giờ cũng chẳng có gì thật anh em ạ. Vừa đấy cũng chuyển vàng vào rồi, đang làm giả rồi. Mẹ tung môn ra đi bảo trì này chết được không. Đấy, quả danh tôi vừa cũng quay mẹ rồi. Chán. Mày làm ra video này chẳng có cái gì luôn anh em ạ. Video này không có một cái gì luôn. Đấy. Hiện tại là uầy, hiện tại chữ mấy cái chữ chúc mừng sinh này nó còn hiếm hơn cả chữ Nhật anh em ạ. Kinh nhờ, bản do cốt dần dần nó phá quá, bây giờ bạc cũng gọi là thốn tận rốn luôn anh em ạ. Rồi né 500 vào đây. 20 5000 hiện tại mình có 170m rồi. Để mà nói thì chắc là mình cũng sẽ nâng lại cái kỹ năng hỏa diệm này thôi. Nhưng mà hỏa diệm mình nghĩ là nếu mà mình gọi là, để mà nói thì giữa kỹ năng và túi 18 thì hỏa diệm nó rộng hơn. Nhưng mà hỏa diệm thì mình cũng đang rất phân vân là sắp tới nếu mà mình còn hai ô kỹ năng mà anh em, mình còn hai ô kỹ năng mà nhớ đâu ra một cái săn hô trưởng nó lại mẹ mình binh quá anh em ạ. Hiện tại đang là mắc binh rồi. Đấy, hai kỹ năng này, hỏa diệm này, chính xác 4 cặp mô tan tô ngon là 4.6, đam thì 19.000 gần 20.000 rồi. Đấy, thế là cũng là khá ổn rồi.
Làng lá 6890. Uầy, của Korea luôn. Làng lá 6890, anh em nhập vào nhá. Xem nào. Wow, được 2 triệu bạc khóa bảy dương đá anh em ạ. Ui, lại thảo mộc, ui sẽ lại xích linh chi. AD dạo này cho cái combo chán đời thật sự luôn. Ngày xưa những anh em gọi là ọp nhiều ấy, nó không như bây giờ đâu anh em ạ. Bây giờ Korea ăn xích linh chi free luôn. Đấy, mình còn tận 36 ngày này. Dư tận 36 ngày anh em ạ. Đấy, 300 dương đá rồi. Bây giờ lạp đơn nó không có dương đá anh em ạ, nên là tích cứ từ 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 sơn cáp. Đấy, đổi tinh thạch. Ui, đi mẹ vừa đi được viên zin luôn ạ. Full zin AD là cho ác thế. Đạo nhái dấu ấn rồng anh em ạ. Ui giời ơi, có tí mùi dấu ấn rồng. Ấn hai nháy vãi cứt ạ. Đấy, hiện tại bây giờ đây làm gì ta? Để cho video dài đi mẹ sơn cáp nữa nhở. Nhận rồi. Ủa đây là đi thủ phục linh phụ linh thú anh em ạ. Đi thủ phục thôi chứ đưa cho bèo dặn nó hay quên lắm. Trở lại phông chữ thì làm video trước cũng nói rồi, phông chữ hơi bần bần tí. Đeo danh hiệu thì cũng chán luôn. Quả danh thì được 720 rồi. Bây giờ chỉ có hóng cái danh mới thôi thì may ra còn có máu chứ bây giờ danh nó cùi bỏ mẹ ăn anh em. Úp thêm vào nó cũng chả tăng được cái gì, còn 23k vàng. Để đợi sự kiện mình gọi là húp lấy bạc khóa phải hơn không? Bây giờ chuyển vàng bọn vô dụng. Sắp tới là có đấu giá thì cũng vàng cũng chả giúp ích cái quá này. Chắc là kiểu mẹ mày chuyển vàng vào thôi. Chứ bây giờ một kiểu đấu giá mà trực tiếp ở trên trang web thì chả có cái gọi là cái gì để bảo kê cho anh em là mẹ. Bây giờ ví dụ là anh em lập mẹ cái acclon xong anh em mẹ mày báo giá trên web 20-30k vàng vào đi mẹ, xong đến lúc báo giá xong mẹ đi biết tìm ai hả anh em? Chả biết tìm ai, chỉ cách là anh em phải chuyển vàng vào xong là đi sẽ cho điểm. Cái điểm đây anh em đấu giá thôi, mà anh em xác định đấu giá là đi mẹ mày vàng bay sạch, nói thẳng luôn. Ví dụ bây giờ anh em có 20k vàng được 20 được, ui mẹ nói luôn, 2k vàng được 200 điểm đi, anh em mẹ mày đặt 200 điểm vào cái man độc đạo là anh em đã xác định mất mẹ 20k vàng rồi đấy. Mà thêm nữa là mẹ bây giờ anh em chuyển 20k vàng vào anh em được 200 điểm, mà đi mẹ thằng khác nó đấu giá 300 điểm thì mẹ anh em xác định là ôm đi mẹ mày, ôm vàng vào trong gọi là ôm vàng như đây này đấy, như ôm 20k vàng của mình đấy, ví dụ vậy. Nhưng mà đây là mình gọi là lấy phúc lợi, nó không như kiểu anh em đấu giá như vậy. Thế nên là cái đợt đấu giá này rất khoai, nó khoai vãi cứt rồi. Nói chung là không quan trọng, quan trọng là cái chất thôi anh em ạ. Có thể là hôm nay mình máu nhưng mà ngày mai mình lại trùn chân chẳng hạn. Có thể là mình sẽ bận khoảng một tuần đâu là mình chán quá mình bỏ game chẳng hạn, ví dụ vậy. Đấy, thế là mình hôm nay mình làm video mình thông báo là mình sẽ gọi là tạm thời mình bỏ một tuần anh em nhé, tạm thời bỏ một tuần. Ui 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 rồi. Chán quá ha. Qua xịt bên kia, xịt bên cái vẫn nhìn anh em ạ, xịt ba bên. Ui, tưởng xịt nữa. Thề anh em nữa, là mình làm video nó xịt thì mẹ cảm giác cay cú mấy lâu nữa. Xong đôi khi tự nhủ đi mẹ mình cái sĩ, cái sĩ chứ cái khôn anh em ạ. Đấy, nắm hôm bảo ui đi mẹ biết thế mẹ tiếc đéo một viên chín nhát cũ nó vào cho xong. Nhưng mà mẹ làm video mẹ đôi khi thì mẹ chơi 100% nó kéo hay anh em ạ. Không được 100% thì mẹ mấy ông cười vách cực cứt luôn ấy. Ông cười mẹ cười kinh khủng luôn. Mà anh em biết thì mẹ càng tốt thì AD càng thì mẹ mình chơi khăm. Cái kiểu là thì mẹ mày, mày đập 100% mẹ mày 5-6 lần tao sẽ mày, khi nào mà mày hở thì mẹ còn 95% hay 93% là mày xác định mày xịt. Thì mẹ xịt thật, xịt cái cú luôn 87%.
rồi thì tám mươi phần trăm lên rồi. Quá mình ghép lên chín năm đéo rồi nhỉ. Bây giờ mình đang cần đá 10 mà ghép lên chín toang rồi, ghép lên chín là sai sách rồi anh em ạ, sai sách rồi đấy. Nó cũng nhận là cái level từ 62 đến 63 nó cũng nhanh nhỉ. Bây giờ mình đã được 8% rồi đấy anh em ạ, khá là nhanh ấy. Rồi. Ô. Ui đéo phải anh em ơi, thì mẹ mất luôn cái địa cung vừa nãy rồi. Vừa nãy là mình có một chìa trong túi này. Xong là mình nhận vào này. À đâu, ví dụ mình có một chìa trong túi rồi nhá, xong là ngày hôm nay mình nhận thêm một chìa nữa này. Cái vừa nãy mình vào ấy là nó là 590 phút, à 59 phút anh em ạ. Có nghĩa là mình đi chìa mới chứ không phải là cái chìa cũ trước khi bảo trì. Chìa cũ trước khi bảo trì mình đang nghe bây giờ nó còn 40 phút thôi. Ui dồi ôi, mất mẹ nó cái chìa khóa rồi. Thì phải bảo trì xong mất mất mẹ một cái địa cung 200k bạc cũng phải ít đâu. Ôi. Chắc là video mình đến đây kết thúc đây anh em ạ. Xem là tháo bét ra nào. Sử dụng. Thế là mình đang được gần 149 tài phú rồi. Bây giờ tài phú ảo quá anh em ạ. Cứ gọi là sức mạnh bet lên cao là cao thôi. Nó không như ngày xưa. Tài phú ngày xưa là vẻ cường hóa đồ, bet thế nào nó cũng chỉ thế đâu, không tăng được. Thôi chắc video mình đến đây kết thúc anh em ạ. Cảm ơn anh em theo dõi của mình. Anh em đừng quên mẹ like cái bài viết ý tưởng về huy hiệu của mình trên fanpage nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp anh em vào một ngày không xa. Không xa cũng không gần. Cảm ơn anh em. Bye bye anh em nhé.